Thank you.
Cabin crew will be seated for checkoff.
đón khách của quốc gia Việt Nam, thành viên được bên hàng không SkyTeam, cơ trưởng Nguyễn Anh Dũng, tiếp viên trưởng Nguyễn Dũng và phiên bản xin kính chào tạm biệt và hy vọng sẽ được đón tiếp viên khách trên những chuyến bay tới. Ladies and gentlemen, welcome to Tân Sơn Nhất International Airport, Ho Chi Minh City. It is now 10:05 p.m. The outside temperature is 33 degrees Celsius. Please remain seated with your seatbelt fasteners until the aircraft completely stops and the fasteners in the side street turned up. Take care of your belongings and of your members who like to say goodbye to you. And we wish you a pleasant stay in Ho Chi Minh City. We look forward to seeing you again soon. Thank you. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.